Hai chị em sinh đôi. Hai đứa ăn ngoan đi, lát nữa ba đi công tác về tha hồ nhận quà. Chắc ba mua nhiều quà cho bọn con lắm mẹ nhỉ. Con thích ngôi nhà búp bê, con thích tủ đồ thời trang cho búp bê. Ừ, mẹ đã dặn ba cả rồi. Không biết ba có nhớ tâm thư của hai chị em con không nữa. Hai công chúa của ba đâu rồi? Ba về, ba ơi. Ba nhớ hai chị em quá. Tụi con cũng nhớ ba. Ba có mệt không? Con lấy nước cho ba nha. Được rồi, ba khỏe lắm, không mệt chút nào. Có quà cho hai con nè. Nhất hai con đấy nhé. Tụi con đi bốc quà đây ạ. Thích quá, yêu ba nhất trên đời. Thích quá chị Mai ơi. Em thích hết tất cả chỗ này. Chị cũng thích. Thấy hai chị em chơi chung nha. Tất nhiên là chơi chung rồi. Mình là chị em sinh đôi mà. Mẹ vẫn bảo như thế. Mình xếp đồ lên giá này nha. Bên kia là khu xếp quà sinh nhật của hai chị em. Chị Mai nhớ siêu thật đấy. Khó gì, chị ghi hết lại mà. Ghi vào ư? Đây nhé, chị ghi ở đây là quà sinh nhật Mai Ly 7 tuổi. Cái này là mua bằng tiền lì xì Tết năm Mai Ly 7 tuổi. Còn bộ chăn gối công chúa này là mua bằng tiền tiết kiệm hè năm trước của hai chị em đó. Chị em mình là chị em sinh đôi nên cái gì cũng giống nhau. Cũng dùng chung với nhau hết. Thích thật chị Mai nhỉ? Ừ, siêu thích. Yêu chị Mai nhất trên đời. Công chúa sinh đôi muôn năm. Chị cũng yêu Ly nhất trên đời. Nhanh xuống đi chơi nào Mai ơi. Chị Mai ơi, nhanh lên không muộn. Mẹ ơi, sao váy em Ly màu xanh nước biển mà của con lại màu xanh lá cây? À, hôm đó mẹ tìm khắp không còn chiếc nào màu xanh nước biển nữa. Cái em Ly mặc là cái duy nhất còn lại. Mà kiểu dáng rất hợp với hai đứa nên mẹ lấy màu khác cho con. Vậy tại sao con lại phải mặc màu xanh lá cây? Con cũng thích màu xanh nước biển. Hôm đó chị đi chơi chưa về nên em được chọn trước đó. Lúc nào hai chị em cũng mặc đồ giống nhau cơ mà. Ly theo chị lên đi thay bộ khác đi. Không, em thích váy này hơn. Mặc kệ chị. Em mặc váy này cơ. Mai à, thì thoảng mặc khác nhau một chút càng nổi bật chứ sao. Các bạn càng dễ phân biệt hai chị em. Mẹ thấy màu xanh lá cũng đẹp mà con. Con không thích. Con thích màu váy của Ly cơ. Mẹ yêu Ly hơn con. Từ giờ con không thèm mặc đồ giống Ly nữa. Ơ, chị Mai làm gì thế? Từ giờ chị sẽ không chung phòng với em nữa. Không mặc đồ giống em nữa. Em cũng đừng có vào phòng chị. Không được chơi đồ chơi của chị. Nhưng mà mẹ thật thiên vị. Tại sao lại cho Ly chiếc váy màu xanh nước biển chứ? Mình cũng thích mà. Chắc là mẹ yêu Ly hơn mình rồi. Thỏ bông ơi, mẹ không yêu chị nữa rồi. Mẹ chỉ yêu Ly thôi. Cái gì cọ vào má mình thế nhỉ? Mai Ly thi đỗ vào lớp múa. Cái giấy này viết từ hồi chị 4 tuổi. Thế là em đã 3 tuổi rồi đấy thỏ. Mai Ly cắt tóc mái ngố. Mùa hè 4 tuổi. Mai Ly mọc răng hàm. Mai Ly biết đi xe đạp. Mùa đông 6 tuổi. Mai Ly học bơi ếch. Hai con là chị em sinh đôi, cùng một khúc ruột trong lòng mẹ. Hai đứa lúc nào cũng phải yêu thương nhau, làm gì cũng phải nghĩ đến nhau đó, nhớ chưa? Mỗi lúc có chuyện vui, hai chị em con sẽ dùng tiền tiết kiệm mua một món đồ chơi để kỷ niệm. Hai chị em chơi chung. Ly, dậy đi. Ai cho em vào phòng của chị hả? Chị Mai dậy rồi. Em nhớ chị quá nên vào đây nằm với chị. Chị không cần, chị không chơi với em nữa. Thật là chị không yêu em nữa hả? Nhưng con thỏ của em nhớ con thỏ của chị lắm rồi. Tối qua nó cứ bảo Ly bế thỏ sang tìm thỏ chị Mai đi. Thỏ không ngủ được. Cả con búp bê ba mới mang về nữa. Nó cũng đòi sang đây tìm chị đó. Nên em... Ly ngốc nghếch. Thỏ với búp bê là đồ chơi mà biết nói hả? Chị Mai cười rồi kìa. Không thèm. Của chị nè. Cái gì vậy? Chị Mai thích cái váy xanh.
thì Ly sẽ nhường cái váy xanh cho chị. Chị Mai mà buồn thì Ly cũng sẽ buồn lắm. Thôi, Ly thích thì cứ mặc đi. Chị thấy thực ra màu xanh lá cũng xinh mà. Chị là chị phải nhường Ly mới đúng. Thôi chị Mai mặc đi. Ly mặc đi mà. Của chị đó. Của Ly mà. Vậy hay là hai chị em mình thay phiên nhau mặc nhé. Học cách từ bỏ. Tóm được mày rồi. Ui da, ai mà lại đứng chỗ người ta đang săn thế này chứ? Là tôi, tại bất ngờ quá nên tôi tránh không kịp. Có phải thầy Lan Sửu ở núi thượng không? Đúng là thầy rồi, không ngờ lại được gặp thầy ở đây. Vâng, đúng là tôi. Nhưng anh là... Thầy không nhớ tôi sao? Năm ngoái, mẹ tôi bệnh thập tử nhất sinh. May có thầy đến chữa bệnh, nên mẹ tôi mới qua khỏi. Ơn này cả đời tôi cũng không quên được. À, tôi nhớ rồi. Là anh Dần phải không? Vâng, đúng rồi thầy ạ. Hôm nay có duyên gặp thầy ở đây. Hay là thế này, tôi xin được rước thầy về nhà. Mời thầy một bữa gọi là... Ấy ấy, thế thì không được rồi. Ở nhà tôi đang có mấy người bệnh chờ thuốc gấp. Tôi phải khẩn trương tìm lá thuốc, còn về chữa bệnh cho người ta. Thế thì đúng là làm khó thầy rồi. Cứu người như cứu quả, phải ưu tiên trước đã. À, hay thế này, tôi vừa đi săn được một con thỏ rừng này. Xin được biếu thầy làm chút quà cảm ơn. Tuy chẳng nhiều nhặn gì, nhưng cũng là tấm lòng của tôi và gia đình với thầy. Anh cứ thế này làm tôi ngại quá. Tôi vốn ăn chay đã quen, thỏ này có nhận cũng không biết làm gì. Thôi thì anh cứ giữ lấy, coi như tôi đã nhận. Hôm khác rảnh rỗi hơn, tôi đi hái thuốc rồi ghé qua nhà anh sao. Tiện khám lại bệnh cho bà cụ luôn thế. Nếu thầy nói thế thì đành vậy. Mong thầy sớm qua nhà, mẹ tôi gặp lại thầy chắc là mừng lắm. Thôi anh đi săn tiếp nhé, tôi phải tranh thủ hái thêm ít lá thuốc đây. Vâng, chào thầy ạ. À, thật tiếc quá, gặp thầy ở đây rồi mà không mời được về nhà. Anh gì ơi, cho tôi hỏi đường lên dốc Lữ đi lối nào vậy? Anh đi thẳng con đường này, đến ngã ba thì quẹo phải, cứ thế là tới. Cảm ơn anh. Con thỏ ngon quá, anh vừa săn được đó à, có thể bán cho tôi được không? Nếu anh muốn mua thì tôi bán, trông anh có vẻ thích ăn thịt thỏ. Cho tôi xem qua con thỏ được không? Anh cứ xem đi, béo lắm đấy. Thịt con này thì ngon phải biết. Đứng lại, đứng lại. Cướp, cướp. Đồ ăn cướp, lần sau mà gặp thì biết tay nhau. Sao trên đời lại có kẻ ác thế chứ? Suốt từ sáng đến giờ mới được mỗi con thỏ ấy, vậy mà nỡ cướp mất. Trời ơi, tức chết mất thôi. Mà sao mình lại ngu ngốc đưa cho nó vậy? À! Có chuyện gì vậy? Nãy tôi nghe thấy tiếng hô cướp. Thầy ạ, à, con thỏ lúc nãy đó, có một tên cưỡi ngựa hỏi mua. Thế rồi nhân lúc tôi sơ ý cởm luôn rồi phóng ngựa chạy mất. Thầy bảo thế có tức không? Công sức của người ta mà cướp trắng trợn giữa đường. Ồ, ra vậy. Thôi thì đằng nào cũng mất rồi, anh giận dữ vậy làm chi cho đau đầu. Nếu con thỏ đó cho tôi thì cũng như vậy thôi mà. Như là như sao được hả thầy? Thầy là ân nhân, là người gia đình tôi mang ơn. Còn cái tên kia, nó là đồ cướp ngày, nó không đáng được cho lấy một cọng tóc. Làm sao mà giống được hả thầy? Nhưng giống nhau ở chỗ là anh đều không còn con thỏ, và cũng chẳng thể lấy lại được nó. Đằng nào cũng vậy thì không nên để giận dữ, bực tức ở trong đầu. Nó sẽ làm cho mình mệt mỏi, cáu bẳn, lúc nào cũng thấy khó chịu, rồi làm việc gì cũng sôi hỏng bỏng không cho coi. Nhưng mà nói thế thì chẳng phải những kẻ xấu xa cứ tha hồ mà ăn hiếp người lành sao thầy? Nói thế nào đây, ở đời này có nhân thì có quả, làm việc khuất tất thì sớm muộn cũng sẽ nhận quả báo. Đã là ăn cướp thì lần này có thể không sao, nhưng đâu phải lần nào cũng thoát được tội. Thầy nói thế thì tôi cũng đỡ bực phần nào. Thôi chào thầy, tôi đi săn tiếp. Không từ giờ đến tối lại tay trắng về nhà. Chào anh.
chuyện gì vậy mọi người? Hả? Hắn... hắn là... Tên này vừa cướp đồ của khách qua đường đó. May mà chúng tôi hô hào bắt và đuổi kịp hắn. Giờ sẽ đem hắn cho quan xử. Thầy Lan nói quả không sai. Tên đó gieo nhân nào thì phải nhận quả đấy. Còn mình, nếu cứ bực tức, ấm ức vì con thỏ bị mất thì chưa chắc đã còn tâm trí để mà săn tiếp được con mồi to như thế này. Mặt phải và mặt trái của vấn đề. Ta rất tự hào vì hai con, theo ta học đã lâu, các con đều là những học trò xuất sắc, nay đều đỗ đạt làm quan, hãy đem những kiến thức học được cống hiến cho đất nước và phải trở thành những phụ mẫu của dân nghe không? Dạ, chúng con xin ghi nhớ lời thầy, giờ chúng con phải lên đường rồi, mong thầy luôn giữ gìn sức khỏe. Đến đây chúng ta phải mỗi người đi một đường rồi. Để nhớ nha, một năm sau chúng ta sẽ cùng quay lại đây thăm thầy đấy nhé. Để nhớ rồi. Sư huynh bảo trọng, đệ bảo trọng. Làm quan thật vất vả quá. Ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi mà không hết việc, mệt hết cả người. Dạ thưa quan lớn, hôm nay Vương Tiên Sinh có hẹn với quan lớn sang nhà ông ấy đàm đạo. Hey, ta đang mệt hết cả người, còn sức đâu mà đàm với đạo nữa. Người sang bảo với ông ấy là hôm nay ta mệt, hẹn ông ấy dịp khác. Dạ thưa quan lớn. Chuyện gì nữa? Dạ thưa quan lớn, hôm nay Đỗ đại nhân cho người gửi thư mời quan lớn tối ngày kia đến dự tiệc đấy ạ. Mình bận trăm công nghìn việc, thôi không đi chắc cũng chẳng sao đâu. Người sang nói với ông ấy là ngày kia ta có việc bận, không thể đến được nhé, mong ông ấy thứ lỗi. Dạ. Trong thư viết gì mà quan lớn muộn phiền vậy ạ? À? À, ông chú ruột của ta ở quê nói mọi người đang định xây nhà thờ họ, cần ta quyên góp chút tiền. Đây, ngươi hãy đem bức thư này về đưa cho chú của ta nha. Vâng, vậy quan lớn không gửi tiền về sao? Làm quan mà góp ít thì không tiện, mà nhiều thì đâu có, nên thà không gửi còn hơn. Ta bây giờ bóng lọc chẳng được là bao, nên ta đã bảo chú đợi vài năm nữa ta khá hơn rồi hãy xây. Tiểu nhân hiểu rồi ạ, tiểu nhân xin đi ngay. Ta rất mừng vì thấy con trưởng thành lên nhiều. Không biết Trần Trung ra sao, hai con vẫn giữ liên lạc đây chứ? Một năm nay con cũng không có tin tức gì của huynh ấy. Vài lần con gửi thư mà không thấy huynh ấy hồi âm. Hôm nay hẹn nhau cùng lên thăm thầy, vậy mà con đợi dưới chân núi mấy canh giờ mà không thấy đâu. Huynh đây, huynh đây. Ôi, Trần Trung huynh. Trần Trung đã về rồi đó ha con. Vâng, con đã về đây ạ. Xin lỗi Văn Tú đệ, công việc bề bộn nên ta cũng quên khuấy đi mất việc gửi thư cho đệ. Hôm nay để đệ phải đợi, ta thật ái nái quá. Có gì đâu, đệ và thầy chỉ lo cho huynh thôi, không biết huynh có chuyện gì. Phải đó, ta thấy con tiều tụy đi nhiều. Công việc chốn quan trường bận rộn vậy sao? Các con thử nói thầy nghe, thời gian qua các con được những gì và mất những gì nào? Dạ thưa thầy, con cứ tưởng làm quan là được sung sướng, nhưng làm rồi thì mới thấy là chẳng được gì, ngược lại còn thấy bị mất ba điều. Đó là những điều gì? Dạ thưa thầy, ba điều đó là việc quan quá bận, không còn thời gian học tập, vì thế mà học vấn không tấn tới. Bổng lộc ít, không chu cấp được cho họ hàng, vì thế mà họ hàng lạnh nhạt. Công việc nhiều không thể đi thăm bạn bè, vì thế mà tình bạn không còn khắng khích. Thế còn Văn Tú, con thấy thế nào? Dạ thưa thầy, con thì lại thấy từ khi làm quan con được ba điều. Đó là những kiến thức thầy dạy nay được đem ra thực hành, vì thế mà càng học càng thông. Bổng lộc dù bạc nhưng vẫn có thể chu cấp ít nhiều cho họ hàng, vì thế mà họ hàng càng ngày càng gắn bó. Việc quan tuy bận song cũng bớt ít thời gian đi thăm bạn bè, vì thế mà tình bạn càng ngày càng thân thiết. khá lắm Trần Trung, con nghe thấy chưa? Ta nghĩ việc quan trường Văn Tú cũng bận rộn không kém gì con, nhưng con thấy không, sư đệ của con vẫn giải quyết được mọi việc một cách hài hòa. Dạ ý thầy là... Ý ta muốn nói ở đây là cách nhìn, cách tiếp cận sự việc của con quá bi quan.
con chỉ nhìn thấy khó khăn ở đó, nhưng việc gì cũng có hai mặt. Nếu con nhìn theo hướng tích cực thì con sẽ có hướng giải quyết dễ dàng hơn, cũng giống như là người bi quan, trong khi người lạc quan chăm chú thưởng thức màu sắc rực rỡ và mùi hương tuyệt vời của loài hoa đó. Con có hiểu ý của ta không? Dạ, con hiểu rồi ạ. Con xin ghi nhớ lời thầy. Con xin lỗi. Bức ảnh đẹp như vậy mà chẳng có nổi 100 lượt like. Chán thế. Cái hình dữ hơi của cái ly còn đạt hẳn 120 like. Mẹ ơi, có chuyện gì không ạ? Bình à, sao mẹ gọi điện mãi con không nghe máy? Con có chút việc bận. Có chuyện gì không mẹ? Mẹ lo lắng nên mẹ gọi điện hỏi thăm tình hình của con ngoài đó thế nào rồi. Mưa bão thế này, chắc đường xa lụt lội. Đi ra đường phải cẩn thận nghe con. Không sao đâu mẹ, con ở trong nhà chứ có đi đâu đâu. Thôi nha mẹ, con còn phải học bài. Chỗ chị Bình có bị mưa lớn như ở nhà không mẹ? Không sao đâu con à. Con mang chậu lại chỗ dột hướng đi, không để ngập hết nền nhà bây giờ. Mẹ ơi, muộn rồi đi ngủ thôi. Lát mẹ ngủ sao, con ngủ trước đi, mai con đi học. Vâng ạ. Mưa bão triền miên thế này, lấy đâu ra muối mà bán đây? Không biết có đủ tiền lo ăn học cho con Bình với thằng Quân không? Chị Bình, chị thu xếp về qua dạy hôm đi. Mẹ bệnh mấy ngày nay rồi, ho sốt thôi. Chắc mẹ lại bị cảm thường như mọi lần thôi. Em ra hiệu thuốc bảo người ta bán cho mấy viên thuốc cảm, uống vài liều là khỏi thôi mà. Em đã mua thuốc cho mẹ mấy ngày nay mà có đỡ đâu. Càng ngày mẹ càng ho nhiều hơn. Thôi được rồi, mấy ngày nay lịch học của chị kín lắm. Để vậy hôm nữa chị thu xếp rồi về. Chị Bình, chị Bình. Trời ơi, mẹ, mẹ ơi, mẹ sao thế này? Loạt ảnh hôm qua mình chụp quá đẹp, tung lên Facebook thì chỉ có mà nhận cả ngàn like ấy chứ. Alo, Quân đó à, có việc gì không? Chị Bình, chị về ngay hôm nay đi, mẹ bị bệnh nặng lắm. Hôm nay mẹ còn ho ra máu nữa kìa. Thật, thật vậy sao? Mẹ uống thuốc vẫn không đỡ à? Đỡ gì mà đỡ. Đỡ thì mẹ đã không ho ra máu. Chị định bỏ mặc mẹ đến bao giờ nữa? Chị vẫn còn sớm. Đợi tải hết loạt ảnh này lên Facebook đã rồi về. Sao hôm nay xe chạy sớm thế? Mới đó mà bị lỡ rồi. Quân ơi, Quân, mẹ ơi. Quân ơi, mẹ ơi. Quân ơi, Quân. Bình hả cháu? Mẹ cháu đang nguy kịch lắm. Sáng nay vừa đưa vào bệnh viện tỉnh cấp cứu rồi. Mẹ cháu phải đi cấp cứu sao bác? Mẹ cháu đang bệnh, lại lo cứu muối trong những ngày mưa bão nên đổ bệnh nặng hơn. Cháu thu xếp vào với mẹ đi. Mẹ ơi, con xin lỗi. Con xin lỗi. Bình ơi, sao mày lại vô tâm vậy? Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.